Bà Phích chia sẻ bí kíp 21 ngày sống sang chảnh mà không tốn đồng nào. Ngủ trong hành lang xa hoa của khách sạn, ăn trong các tiệc cưới, tiệc buffet, thưởng thức rượu vang trong các buổi đấu giá là những mánh khóe giúp phú bà Phích hưởng dịch vụ cao cấp trong 21 ngày. Châu Nhã Kỳ là sinh viên Học viện Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh. Cô đã lợi dụng những lỗ hổng trong ngành dịch vụ để ăn ở miễn phí nhưng vẫn rất sang chảnh. Để tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, Nhã Kỳ đã lấy tiền của mẹ mua một chiếc túi hiệu, một chiếc nhẫn kim cương, hai chiếc vòng cổ ngọc trai cùng vài món phụ kiện cao cấp. Chỉ có điều tất cả đều là hàng giả. Bên cạnh đó, cô luôn duy trì phong cách trang điểm tinh tế cùng màu son đỏ để tạo hiệu ứng kiêu sa, quyền lực. Trong suốt 3 tuần, thân phận và danh tính thật của Nhã Kỳ không hề bị phát giác. Phú bà Phích đến nhiều địa điểm đấu giá khác nhau để ăn kẽ những điểm tâm cao cấp do nơi đấu giá chuẩn bị. Cô cũng lấy lý do đang chờ bạn để ăn đồ miễn phí tại chuỗi nhà hàng lộc, không quên chuẩn bị hàng tá lý do để rời đi. Ngoài ra, cô còn sử dụng bể bơi và phòng tắm miễn phí ở các khách sạn 5 sao. Trong 21 ngày, Nhã Kỳ vẫn đi tập gym và spa như một phú bà thực thụ. Tất cả đã được cô nữ sinh ghi hình lại và trình chiếu trong buổi triển lãm tác phẩm tốt nghiệp. Đồ án tác nghiệp 21 ngày không tiêu tiền mà Châu Nhã Kỳ thực hiện đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có không ít người cho rằng đây là một hành vi lừa đảo, trải nghiệm này chỉ dành cho tầng lớp có thu nhập cao. Mặt khác lại coi dự án của Châu Nhã Kỳ chỉ đơn giản là một thí nghiệm xã hội thú vị.